Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn là thay cái bố thắng mà gặp cái trường hợp có cái bảo vệ heo dầu này nha các bạn. Xách con này thì các bạn thay như mình như thế này. Các bạn cứ gỡ cái đúng con này ra rồi mình tìm cách ém cái tông dầu vô thôi bạn. Bạn một tay các bạn để lên đây nè, mình đã hai bố thắng mình đang cầm trên tay nha các bạn. Mình gắn vô cho các bạn. Bây giờ mình để cái camera nó ấy rồi mình không biết. Rồi một cái nha các bạn, mình vô nè. Rồi một cái bạn, cái thứ hai. Ok bạn, đây vô ok nha bạn. Mình kiểm lại nha bạn, cho nó ra cho xong xuôi, đừng bao giờ gớt ra nha bạn. Rồi mình quay mình kiểm ngàm. Đây vô hết hai cái rồi ok nha bạn.